Mẹ Maria vô nhiễm muôn tội, bộ mạng của hồi dòng con Đức Mẹ vô nhiễm xuân. Trong khi bên ngoài trời mưa gió lạnh lẽo, nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm nhận bầu khí ấm áp, không những bên ngoài mà còn bên trong tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta vây quanh bàn tiệc lời Chúa và bàn thánh thể để cử hành nghi lễ tạ ơn của Đức Kitô phục sinh, và cùng với Ngài tôn vinh Mẹ Thánh Đức Maria vô nhiễm muôn tội, chúng ta được mời gọi trong thánh lễ này một cách hết sức sốt sắng cầu nguyện cho quý chị em trong hội dòng, tôn vinh cả là Thiên Chúa vì đã thương ban Mẹ Maria. Ơn cụ đồ tràn trề ngay từ khi thụ thai trong lòng thân mẫu là bà Anna. Chúng ta nhìn thấy Mẹ chiêm ngắm Mẹ bên trong tinh tuyền, không vương tỷ hố tội lỗi, nhất là chiêm ngắm một gương Mẹ thương tỷ sinh vân trước bao nghịch cảnh thử thách và đau thương của cuộc đời. Chúng ta cần quả cầu xin Mẹ và thương con cả của Mẹ đang chiến đấu mỗi ngày với những tội lỗi và yếu đuối, với bao cảm nhớ dòng chảy theo cuộc sống. Chúng ta cũng mời gọi con vị khách đặc biệt trong thánh lễ này cho quý chị em trong hội đồng có Đức Mẹ vô nhiễm xuân đang sự ơn gọi và thi hành sứ vụ của mình trong nhiều giáo phận tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Xin cho quý chị em trong cộng đoàn này càng giống Mẹ vô nhiễm hơn trong đời sống dân hiến và phục vụ. Kính thưa anh chị em, tôi tâm tình và ước nguyện đó cho đến cộng đoàn chúng ta, xin Đức Mẹ Maria vô nhiễm cầu bầu chúa thương tha thứ mọi tội lỗi bất xứng, để chúng ta xứng đáng với thánh lễ tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa cùng với Đức Mẹ. Nên con thân Đức Chúa là Thiên Chúa mọi người đàn bà, ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa, con chẳng đã lừa dối con, nên con ăn vì bà là mẹ của chúng sinh. Đó là thank you.
Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Nằm xuống trên bàn và quyền năng lực tối cao sẽ tỏa bóng trên bàn. Vì thế Đức Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Niềm yêu mến vô song nhưng không
ngọc mẹ trong tình yêu đời đời, dù Đức Mẹ chưa có chút công trạng nào cả. Chân vì đó giúp chúng ta sống trong mùa hoàng này là mùa mà theo nguyên ngữ Latin và Tempus, hay đầy đủ hơn là Tempus và Tempus Domini, cái mùa của tới, chứ không phải là mùa đầu tiên chúng ta chờ đợi Ngài. Ngài từ trước và khơi lên trong chúng ta cái niềm khao khát Ngài. Thiên Chúa luôn luôn đi bước đầu và bước cuối trong mối quan hệ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta suy gẫm điều đó, chắc cả con tim chúng ta chạy bừng lên một niềm cảm tạ tri ân. Thánh lễ hôm nay thật sự là một lễ tạ ơn ca tụng, bởi vì Thiên Chúa chúng ta quá sức tuyệt vời và yêu con người cả một lần sau, bất chấp tội lỗi của chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, cả bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy nhiều thái độ khác nhau được tình yêu cao vời đó. Trong bài đọc thứ nhất, Adam Eva đã từ chối và nói kiểu không với Chúa, bởi vì hai bà chỉ nghĩ đến mình, chỉ nhìn vào mình, chỉ muốn hòa vào cái khát vọng của mình. Và hậu quả là hai ông bà, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, hai ông bà sợ hãi, hai ông bà lẩn trốn, và thảm thương hơn hai ông bà tố cáo nhau, tố cáo người bên cạnh. Và đó cũng là ba thái độ thường ngày của chúng ta khi chúng ta theo dõi người mẹ ô nhiễm muôn tội thay vì theo dõi mẹ vô nhục nên tội. Bởi vì trong thâm tâm của chúng ta, ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm sợ hãi nào đó, kinh nghiệm bồn chồn để chúng ta cường lại ý Chúa, cường lại tiếng nói của lương tâm. Ai trong chúng ta cũng có cái cảm giác, cái cảm dỗ cũng lần tránh Chúa như Adam và Eva. Nhất là ai trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm ghen ghét với người bên cạnh, tố cáo người bên cạnh gây tổn thương cho người bên cạnh như Adam và Eva đã làm. Nhưng thưa anh chị em, thật hạnh phúc, bởi vì trải được những không của Adam, Eva tình yêu, thì bài tin mừng cho chúng ta thấy Maria, Eva mới đã thưa vâng với ý định của Thiên Chúa, với lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ không lẩn trốn, mẹ không tránh mặt Chúa, mẹ có bối rối nhưng không hề sợ hãi, trái lại mẹ hồn nhiên đi vào cuộc đối thoại của Chúa để hiểu rõ thánh ý của Ngài, nhất là mẹ tràn ngập tình yêu của người bên cạnh, bằng chứng là vừa nghe sư thêm nói người chị họ mình mang thai, thì mẹ đã vội vã lên đường thăm viếng, nâng đỡ, phục vụ và yêu thương người chị họ mình. Như thế thưa anh chị em, có thể nói cả Adam và Eva điều khởi đầu trong tình yêu và với tình yêu thái độ đặt trả lời đặt với nhau. Một đàn là tiếng không, một đàn là tiếng vâng. Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta cái tự do đó. Và lịch sử mỗi người trong chúng ta cũng được hiện lên bằng một tiếng không và tiếng vâng như vậy. Hôm nay chúng ta yêu mến mẹ không chỉ vì mẹ đã được đặc sự vô song và vô nhiệm nguyên tội, nhưng chúng ta còn ca tụng yêu mến nhất là chị em trong cộng đoàn một cách đặc biệt, và tất cả chúng ta là con cái của mẹ, nhất là chúng ta được mời gọi bắt chước mẹ nỗ lực vươn lên để sống ngang tầm với ân sủng và tình yêu cũng như lời mời gọi của Chúa và tiếng phiát xin vâng của mẹ, như mở ra một con đường cho chúng ta bất cứ ai muốn trở nên chính mình theo đúng kế đồ của Chúa đều phải đọc theo một gương của mẹ, thưa lên xin vâng trong mọi cảnh huống của đời sống chúng ta. Thưa anh chị em, khi suy nghiệm đến cái điều này, Đức Thánh Cha Francisco có một ý tưởng thật là ngộ nghịch. Tôi xin trích lại cái ý tưởng đó của Ngài. Ngài nói, mỗi người chúng ta thường không có cứng đầu những cái đồ mà thưa không Chúa, no. Chúng ta cũng không có cái sự thánh thiện của mẹ để thưa yes với Chúa,
mà chúng ta thường là thưa vâng minh chừng và hát nhất xì, tức là vâng nhưng, vâng mà có điều kiện và ngập ngừng. Ngài nói chúng ta thường có cái tài vân vân, cái tài là giả vờ để phớt lờ thì nói của Chúa hằng ngày. Chẳng hạn chúng ta nói xin lỗi Chúa, con có thể làm điều này điều khác thì được, điều này thì không chịu. Hoặc là chúng ta nói hôm nay con thể hy vọng ngày mai, hoặc là chúng ta nói mai hy vọng con sẽ khá, ngày mai con sẽ cầu nguyện sụp sẵn hơn, ngày mai con sẽ từ bỏ hơn. Như Đức Thánh Cha nói rằng những cái tiếng vâng lưng chừng đó, nửa vời đó, thường thường dẫn chúng ta đến cái nguy cơ không của cuộc sống tầm thường và của tội lỗi. Kính thưa anh chị em, trong hành trình của mùa vòng là mùa chủ đề của chúng ta, nhất là trong ngày đại lễ mừng kỷ niệm trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, chúng ta đến đây cũng phải cùng chung chia cái niềm vui trong ngày bầu bàn của hội dòng, cũng không phải là chỉ chung vui niềm tạ ơn ca tụng Thiên Chúa, người khen Đức Mẹ, mà chúng ta còn cầu nguyện cho nhau, nhất là cầu nguyện cho chị em ở trong cộng đồng này, là những chị em được Chúa ban cho cái đặc sủng theo thật sát vào chân xin vâng của Đức Mẹ, trở thành tiếng nói giống lên trong địa phận, trong giáo hội, rằng còn có người miệt mài được đi trên lộ trình xin vâng của Đức Mẹ. Chúng ta cầu nguyện cho quý chị em được sống đặc sự đó một cách triệt để hơn, sâu xa hơn qua ngày lễ bộ mạng này, và tất cả chúng ta cùng đi theo một cái linh đạo đó của Đức Mẹ đang vẫy gọi chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận Chúa, không phải chỉ trong lúc chúng ta lắng nghe lời Ngài, mà là ở đây chúng ta sẽ đón nhận Ngài trên bàn thờ, nhất là trong khi hiệp lễ Ngài đến chúng ta trong tâm hồn. Ước gì thánh thể của thánh lễ này khơi lên chúng ta một cái sức mạnh, một cái quyết tâm triệt để hơn để chúng ta theo dõi Mẹ của Ngài, Mẹ rất thánh của Ngài và Mẹ chúng ta trong hành trình xin vâng của một đời mọi người. Amen.
Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúa đã ban ơn gìn giữ mẹ khỏi mọi tì ố. Xin cùng nghe lời mẹ chuyển cầu mà cho chúng con thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính quý cha nhậm thánh tông, kính thưa quý đại diện hội đồng các giáo xứ, quý thành viên trong cả gia đình con Đức Mẹ Vô Nhiễm, quý giáo nhân, quý giáo viên, nhân viên các trường mầm non, quý y bác sĩ và thiện nguyện viên của phòng khám từ thiện Kim Long và toàn thể quý khách. Hôm nay một lần nữa dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm chúng con có được niềm vui lớn lao là được đón tiếp quý cha và quý vị trong ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổ mạng của hội đồng. Chúng con cảm thấy rất phấn khởi vì được bao bọc bằng sự quan tâm ưu ái của tất cả cộng đồng nhân Chúa, từ quý đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và giáo dân. Niềm vui tràn trề của chúng con khi có sự hiện diện quý báu của cha giám đốc, cha phó giám đốc và quý cha bên cạnh chủ nhiệm. Quý vị ân tham nhân, chúng con chân thành tri ân những điển thử rất đáng trân quý, giàu tình nghĩa và đầy khích lệ của tất cả. Một lần nữa chúng con chân thành tri ân cha chủ tế, quý cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn. Xin mẹ Maria Vô Nhiễm cầu bầu cùng Chúa ban xuống cộng đoàn dồi dào mọi bất lành hồn xác. Trong bầu khí đầy phấn khởi và niềm vui hôm nay, toàn thể chị em chúng con xin leo lên lời chào mà chúng con vẫn thường chào với nhau, chào quý khách, lời chào Ave Maria để chào đến quý cha cùng toàn thể quý khách. Ave Maria. Và xin thay mặt khách và những em tôi cũng mang hồng dòng từng người trong tình yêu, tình nghiệp nhất, nhất là trong này còn nhiều vấn đề, còn cần được kính chúc hồng dòng qua những bộ hàng này càng phát triển hơn, càng đi sáng hơn.